Rồi sau khi ướn vỏ bầu, mình cũng tiến hành đem vào vị trí trồng ha. Thì bây giờ mình sẽ khựi cái lớp đất ở dưới cái đế đít bầu trước cho nó nhẹ, mình cũng giảm bỏ cái lượng đất mình trồng bằng chất trộn. Chất trộn mình đây cũng vẫn là trấu sống, cám dừa và phân bò. Nếu mà có thêm cả mà trấu đun nữa thì càng tốt. Thì bây giờ hai anh em họ đang tiến hành là lấy cái đất ở phần đít bầu ra. Đó. Nhưng mà mình bảo đảm là mình lấy cây mình khựi như vậy thì nó sẽ không làm đứt những rễ cám, không ảnh hưởng cái bị rễ. Đó, mình lấy cây mình khựi bớt ra. Bộ rễ rất ngầu nha, rễ còn rất là nhiều. Chút mình sẽ cắt, mình sẽ chia keo một số cái rễ lớn. Cây này mình đưa cho chậu 8 luôn nha. Rồi, tét một tẹt ra. Cái đó nào tét thì mình sẽ cắt. Gắt mình tiến hành cho chiếc gắt ra, nó không có bị ảnh hưởng. Chuẩn bị giờ mình đưa cây vô chậu luôn nha anh em. Cố nên bị không được động mạnh. Giờ cắt vậy. Cắt keo. Khoan thử đó. Mình cứ đây lên nó rớt nè, thấy nó mỏng nè. Cái đấy là nó u. Cái này hồi sáng mình rút cái cây ra nó bể. Em mà lưu ý là trong quá trình bấm mà dễ mình đi di chuyển đi dập thì mình bấm xéo nha, 34, 35, 30, 45 độ rồi mình chét keo để cho nó không bị nước vô nó hư. Chét khoảng chừng 50 phút mình trồng luôn cũng được, không sao. Mình luôn thì mình mang cái nước keo nó khô rồi mình nước. Khô như cái này là xong mình trồng lên chậu luôn nè. Trồng. Với cái dưới thì mình không nên trồng phân bầu nha, đặc biệt muốn đảm bảo là còn bầu nữa. Phân bầu căng lắm, không có bầu. Như thế là mình bỏ bầu, còn đối với phần dưới này đặc biệt tôi để bầu. Thì cũng có kinh nghiệm mấy cây này. Hết cây rồi, hết cây không bầu mà đã xong rồi. Rồi, giờ mình tiến hành mình cho lên chậu luôn nha anh em.
lên lên đi tỉnh. Để ta bỏ hai mấy cái thôi, ta bỏ những cái lỗ thôi, đừng cho nó đứt cái lỗ. Cao hơn, cao hơn, cái này còn cao hơn cái này. Để cái rễ, ta bỏ lại bỏ. Đây thành phẩm từ sáng giờ đây, cây này là mới vô nè, còn cây này vô hôm qua nè, nên là cặp này coi như là tàn đầy đủ ha, tàn cốt rồi nhưng mà tương đối là đẹp nha. Đó. Cây này thì ngon hơn, cây này thì tương đối đẹp hơn. Đây nói chung là tàn thì cũng tàn thông cốt hết, cao khoảng 2m tới 3m, 2m rưỡi tới 3m. Vô chậu mà mình không dám để bầu, bỏ bầu. Cây này đặc biệt quý là phải để bầu. Đó. Em làm xong nhỏ lè lưỡi luôn rồi. Hết đi nổi rồi, lết luôn rồi. Rồi, kết thúc ha. Anh em mà gần xa coi được clip thì cũng có thể đăng ký kênh mình để mình có mẫu hướng làm thêm một số clip bướm cây ha, cũng như trồng cây ha. Cặp này nếu anh em nào thích mình có thể giao lưu luôn, mình để lại số điện thoại anh em cần gọi luôn nha. 092 127 0811 ha. Zalo cặp này luôn, mình đem về chơi liền luôn. Cây này giờ mình chỉ tưới nước thôi. Tưới nước thôi là ok rồi, ổn rồi. Rồi, chào anh em gần xa ha.